Shop nhao.vn Acli Quân giá rẻ chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin chào mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Kriznat, một vị tướng sát thủ của Liên Quân Mobile. Hồi nãy mình có làm clip về vị tướng Kriznat rồi ấy, nhưng mà buồn lắm các bạn ạ. Trên đấy mình chơi ăn được 16 kill luôn. 16 hay 18 kill gì ấy, không chết mạng nào luôn, bất tử luôn, gánh tem luôn. Trời ơi, khi mà quay xong cái clip mình tính gọi là tắt cái clip đi, cuối cùng nó không quay các bạn ạ. Tức quá trời tức luôn, ức chế vãi chưởng luôn. Giờ mình phải kiểm tra nó xem nó có quay hay không, định mệnh bụt quá, cay vãi chưởng. Thế là cuối cùng bây giờ mình phải làm lại, chứ nếu không clip như về tướng cờ đi nào nãy hay lắm. Đánh ác lắm luôn, chỗ nhảy múa lung tung xa beng hết trơn. Trời ơi, trận đấy mình đánh đúng hay luôn. Hy vọng trận này thì mình sẽ chơi Kriznat gọi là múa lửa lắc mông cho các bạn xem. Phê 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 ok nha các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình. Ây da, ây da, ây da, thiệt là khó quá nha. Trời nó đi hả, úi giời, úi giời. Chích nè, chích nè, chích nè, chích nè. Chơi nó, chơi nó. Ui dồi ôi, băng mày hả bưởi, mày hả bưởi. Lướt vào này, oánh nó luôn này, phang nó luôn này. Oh yeah, oh yeah, come on baby, ok. Chích nó, ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Chơi nó. Đâu rồi, con hàng đâu rồi? Hello, đèo nát ơi, mình tới với bạn rồi đây. Chơi nó nè, quýnh nó đi anh, đúng rồi, quýnh nó, để đó cho mình xử nó cho. Ôi giời, ôi giời, trời ơi, rồi máu, chạy đi. Ây da, rồi xong luôn. Cái định mệnh đen thế. Natalia nó support à? Nó lấy luôn hai con bùa xanh bùa đỏ của mình rồi kìa. Ôi trời ơi, nó còn khoái, nó cười nữa cơ chứ. Ừ, cười đi nhá. 1-4 luôn các bạn ạ. Xùi thế. Từ từ nha. Thì vị tướng Kriznat là một cái vị tướng sát thủ, theo như mình thấy thì nó cũng rất là mạnh. Nhưng mà khá là ít người chơi về vị tướng này ở thời điểm hiện tại. Chắc có lẽ vì cái nó không có khống chế cứng ấy, choáng mấy cả đóng băng hay kiểu các kiểu gọi là hất tung này kia, thưa Kriznat không có nha các bạn. Tâm ra chắc có lẽ ít người chơi vị tướng này. Nhưng mà mình thấy gọi là những cái trận đấu mà kiểu đánh giải họ vẫn thường sử dụng vị tướng Kriznat này, bay múa tung bay các thứ kiểu con là điểu. Mà sao ít người chơi thật sự luôn. Kriznat này nó mạnh ở cái dồn đam rất là gớm, nhưng mà gặp những con khống chế cứng như là Vera là nó hết bay hết múa luôn. Đấy sợ lắm. Hoặc là những cái con tướng như là Gindu ấy, nó bay 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 mà nó ulti cho họ khá hay còn đứng cười ngáp ruồi luôn. Là lúc đó là hơi bị đuối như con cái chuối đấy các bạn ạ. Oh yeah, oh yeah, bang bang. Chơi nó nè. Chơi nó nè, chơi nó. Mình tới rồi đây. Úi dồi ôi, Natalia này, này thì xạo xạo này. Ui liều, ui 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 bay 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 bay. Ghê. Các bạn đang xem clip của mình đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và một lượt comment để ủng hộ giúp mình với nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bạn nào mà xem clip của mình mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình với. Bạn nào mà đã đăng ký kênh rồi thì like cho mình một phát nha. Máu lửa nha. Ấy da, ấy da, ấy da. Khó quá nha, khó quá nha. Bay nào, nhảy cao nào, bay lên nào, nhảy cao nào, nào nhảy cùng Jin Jin. Ôi giời ơi, không có một đó các bạn ạ. Đấm nó luôn này, 3-1 không chuột cũng què này. Băng chầu ơi, vô chơi nè, phang nè, quốc nè, anh em quẩy chơi đó. Ây da, ủa nó đánh mình dính được, mày quýnh tao dính được bưởi, quýnh người ta dính được, láo nháo nè. Một em sướng chưa, anh em đã thấy phê chưa. Trời ơi, băng chầu luôn đấy chứ đùa, lắm láng luôn đấy chứ, qua cướp bụt ạ. Ủa thế con Enzo với cả cái con gọi là Natalia nó ở đằng giữa sợ quá. Thôi bỏ. Mình mà không thấy còn là một là Enzo hoặc hai là Natalia đấy là mình sẵn sàng mình cướp ngay con bùa đỏ ngay vào luôn ấy. Hứa với các bạn luôn. Mình là mình rất là hay cướp bóc. Hở một cái là mình lụm lưới luôn, nhưng mà trong cái trường hợp phải an toàn cơ. Chứ pha đấy mình thấy Natalia với cả Enzo tem bạn nó chạy lên đứng trên. Nếu mà mình trong cái thời điểm mà mình chạy qua chắc chắn sẽ đụng độ hai cái vị tướng đấy. Vì thế mình quyết định gọi là không qua cướp nữa. Như mì ăn nhì, ăn quái nhà mình đi ha. Bẹt. Chơi nó, úi giời ơi, chơi nó ảnh. Vô, vào đi ăn. Úi nó đi ăn.
Ném đằng sau cho em nghe này. Bước này. Ô ô ô ô ô. Chơi nè, chơi chơi nè. Ui ui ui. Ôi máu, chạy đi. À trời, ai rồi ơi, may quá. Ấy à. Trời ơi mém chết. Đuổi nhau. May quá, may quá, may quá. Vẫn sống các bạn ạ. Thôi đi về. Nhu mì ăn nhì thôi. Rồi xong, hai gia tê nằm luôn rồi. Ăn được Enzo mà hai đồng đội mình nó nằm luôn rồi. Gọi là một đổi hai ấy. Không sao, không sao, không sao, cứ bình tĩnh. Hết máu rồi, làm sao đây ta? Bẹt. Khi nào gặp thằng Na đứng đây nó chọc 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 mình đánh cho đùng 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 mấy cái chiếc ngắt ở đây nó này bảo số sao lại đen. Thôi đi về. Hư nè, chơi nè, chơi nè, chơi nè. Mọi người ơi, mọi người ơi. Nào 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 nào. Này đi đi đâu? Ý giời ơi. Ê, móc của chết tôi rồi. Đừng 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 đừng. Ôi giời ơi, tôi xong. Làm cái gì thế? Làm cái gì vậy? Chán nhở. Bùng thịt cái chơ. Bé heo. Phải cả bé heo à. Tên bạn đặt tên là bé heo á. Úi giời. Phải những tên đẹp cũng đặt bé heo. Khó thế nhở. Từ từ nha, từ từ nha. Các bạn lưu ý một điều nha. Khi mà các bạn chơi cờ đi rát thì cố gắng farm thật là nhanh để mà lấy thật là nhiều tiền nha các bạn. Đó. Có nghĩa là mình nếu mà cần thiết thì mình giao tranh, mà không cần thiết thì mình cứ đi farm. Trong cái thời gian mà mình không giao tranh là thời gian đó mình tập trung đi farm. Ăn tiền rồi là ăn rất là nhiều luôn. Ăn quái trên, ăn quái dưới, ăn quái giữa. Rồi có thể các bạn có thể chạy qua rừng các bạn làm mấy con quái to. Không có thì mình sơn quái nhỏ. Đấy. Nó sẽ khiến cho bạn nhiều tiền. Đấy. Mà khi mình nhiều tiền rồi thì mình muốn làm gì cũng được. Ui dồi ôi, chơi nó. Chơi nó, Enzo này. Khó nhờ. Nó bay vào đây, bay vào đây, bay vào đây, bay vào đây. Ui ôi, ui ôi, mấy cái thằng Enzo này hồi nãy quấy mình chết. Trả thù, giết. Ôi giời ơi, chạy chạy chạy, chạy đi. Chạy đi bạn ơi, chạy đi bạn ơi. Chạy ơi. Mà sao phết VGL vậy. Mình đoán 99% cái con Natalia đang nằm đây. Đấy, biết ngay mà. Nói đâu có sai, chạy đâu. Ôi dồi ôi, tính toán như một vị thần. Mình có thể biết được bạn ấy đang chuẩn bị làm gì mà bạn ấy sẽ làm gì. Ui, tèo nát nó bắn mình kìa. Nguy hiểm quá nhờ, nguy hiểm quá nhờ. Này, có đốt tem bạn nó đang ở đường trên. Như vậy là cái con bồ xanh tem bạn nó sẽ chưa có ai ăn được. Với số lượng máu như này mình liều ăn nhiều luôn. Qua giúp mình đi ra. Ôi giời ơi. Oh yeah. Ui dồi ôi, bồ xanh chết nhanh thế nhỉ. Làm cái red một cái là teo luôn. Xong luôn. Ok con về luôn. Yeah come on baby luôn. Come on baby luôn. Baby luôn. Yeah. Bập mày chết nè. Mày chết nè. Mày chết nè. Mày chết nè. Yo chơi nó. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Đi đâu mà vội mà vàng. Đứng lại cho hảo sợ hàng cái coi. Yeah. Ây à. Ây à. Chạy 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 chạy. Oh yeah, come on. Yeah, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. And... Enzo, 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 Enzo ơi. Oh, hồi nãy xảo xảo hả, ghê lắm ạ. Xảo xảo hả, móc, móc cua. À đủ, móc, móc cua này, móc cua này. Ghê nhờ. Ôi giời ơi, Enzo thêm bạn kinh thế nhờ. Này thì xấu xảo, tét đến chưa cưng ngon. Ui, 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 ôi ôi, ôi ôi, ôi ôi, giời ơi, có bùi xanh luôn rồi. Lướt qua, ai á, bẻ tương, bẻ tương Hảo ơi. Bẻ tương rồi Hảo ơi, chạy đi Hảo ơi. Ui, vẫn sống kìa. Thiệt là hay quá đi rồi. Chết nè, chết nè. Piu. Bẹt. Chơi nó. Ôi giời. Chơi, chơi nó. Ôi giời. Quýnh nó, quýnh nó. Quýnh nó đi anh em ơi. Quýnh nó đi anh em ơi. Ổn. Ây da.
Ôi giời ơi. Kinh quá nhờ. Kinh quá nhờ. Xém nữa thì lại teo, nhưng mới cái kỹ năng xuất sắc của Hảo thì Grenade trong tay của mình sẵn chết toàn những cái pha gọi là cực căng với cái số lượng máu cực kỳ ít. Chia máu thôi, một là nó chỉ cần gọi là búng lỗ tai một cái là cũng nằm luôn đấy. Với số lượng máu như vậy là búng lỗ tai cái chết đấy. Nhưng mà mình vẫn còn chia máu sống sót trở về. Yo. Ảnh bọt. Chê lô. Ừ, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Cái con tướng quy y cho bạn nó tính đấm mình đấy các bạn. Ủa, hai tem đang hỗn chiến kìa. Tèo nát. Ủa sao Endo không lao vào, đông cơ không lao vào, đập nó luôn mà bạn ấy cắm đầu ấm cổ bạn chạy à, sợ teo à. Ôi là đi đâu hả bưởi? Hử? Bạn đi đâu vậy? Đúng không? Đông cơ tem mình tự dưng lên thì... Khó hiểu. Úi giời ơi, sơi con bùa luôn. Quỳ, à, mẹ bùa xanh hả? Úi giời, á à, đu, đấm xa thế. Nhưng mà bạn làm sao mà thoát được? Chết nè, ai ạ, cái đầu xanh cho nó, mày. Úi giời ơi, đâu ra cái thằng na vậy? Hà na, đâu cha chui ra con hoàng vậy? Kỳ cục gì đâu luôn á, úi giời. Bắn nó. Ờ, ui dồi ôi, vị tướng có là râu cơ theo mình 1-4 à. Kinh thế. Chiêu. Một trận đấu khá là gắt đến từ hai team. Hiện tại hai team đang đuổi sát nhau với cái điểm 19-17. Cực kỳ gắt các bạn ạ. Ra. Ôn tê. Rất hay đến từ Ra. Ra vừa làm một cái combo cái đó khó mà có thể gọi là tưởng tượng được, chính là đập mặt vào tường cái bùm vỡ đít luôn, đập cái mặt mình vào tường mà vỡ đít, thế nó mới đẳng cấp chứ. Nhắn dù mạnh mẽ đến đâu một khi đặt mực giới hạn pet đầu lại đi đâu. Ơi giời, mình đang ăn được Natalia nó lại trốn luôn, thôi xong rồi luôn, mất hàng. Chơi nó đi anh em ơi. Tà thần nè các cậu. Bây giờ chỉ cần ra mấy cả ba zoom ra là phang tà thần là ngọt nước luôn này. Quẹt đầu nè, chơi nó. Ôi giời. Bày ơi anh ơi. Xong rồi, toang rồi. Ba zoom nhéo chịu, ôi giời ăn tà thần gì hết trơn vậy. Hả? Không ai vào vậy hả? Bưởi. Kỳ cục quá gì, chi kỳ quá ta. Để xem mỗi mình mới ra vào bị con quy nó đấm cho chết ngắc luôn. Vô nè. Ý da, đâu nha. Ảnh, chơi nó. Chắc không sơ được rồi, thôi ra ăn rồng tạm đi. Sơ con rồng tạm đi. Grenade thì ăn rồng rất là nhanh các bạn. Mõm ít thôi hả? Càng quá nhờ. Ok, hai team hiện tại đang gọi là bây giờ là mình không đánh nhau bằng tay nữa mà mình đánh nhau bằng mõm đi ha. Ôi giời ơi, gáy vờ lờ kìa. Hai team đang chửi nhau cực kỳ gắt. Thôi, ra một mạnh khỏi. Chơi hai quy thì nổ đi cho máu. Khỏi ra một mạnh đi. Mõm ăn được rồi mà đấy. Chơi nó. Mẹ thằng này, mày ăn bùa xanh của tao đúng không? Mày ăn bùa xanh đúng không? Ừ. Có bùi xanh là ai? Lấy bùi xanh của mình dễ dàng lắm à. Sống sao được không? Đứng đó đi anh. Phang lấy vợ nó luôn đi chứ. Ngại ngùng gì con rán đúng không? Mục tiêu của mình là hai tên đi đằng sau đó. Ủa, nó tay bị trôn thẳng mặt luôn rồi. Bắt con teo trước. Ừ, chơi nó. Teo à, nát con teo này. Trời ơi, hồi nãy mình ngu thế nhở. Biết thế đổi cái ke cô linh tinh nộ ra một mạnh là ngon rồi. Tự dưng để ai cô linh tinh nộ chi. Tự dưng chích ngoéo con cua. Phí vãi ở trường. Ăn tà thần anh em. Các bạn cố gắng gọi là sơi con tà thần giúp mình. Mình sẽ hú hí tà thần phát.
nha. Cần nằm nha, uế liều, kinh thế. Bạn có thể chat một cái câu gọi là mình cảm thấy nó sợ vãi cả trưởng luôn. Kê ra. Ra, ừ, tốc biến, đúng rồi, đã chưa hai hụt. Ồ, mày quá, cuối cùng chưa một cũng trúng luôn, bị đường quy thôi bạn. Rồi xong, Enzo nó có cái con, nó có cái giáp hồng mạnh, bảo sao nó đòi cân 5. Ghê quá, căng quá. Kệ các bạn luôn, mình sẽ quyết định tấn công vào vị tướng tà thần này. Chơi nó, ảnh. Phan chủ đi, à, phan tà thần đây các bạn. Phan tà thần này, quốc tà thần nè, quốc tà thần, thả tà thần ra luôn nè. Vô nào quốc nè, 12 kill rồi. Cố gắng ăn 50 kill là nghỉ ra được rồi đó. Oh yeah. Một con tà thần. Enzo hả? Enzo này. Chơi nó. Ô oh, hay quá. Ừ. Bẹt đầu nè. Ây da đau nha. Kỳ cục gì trời. Thôi xong. Mỡ mồm luôn. Thôi đi về. Sơi con bùa rồi đó. Ổn. Giờ giác hồ mạnh mất rồi. Mình sẽ bán cái giáp hồn mạnh đi và mình sẽ cho nó cứ liềm đoạt mệnh nha các bạn. Liềm đoạt mệnh này. Vẹt đầu nè. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Đeo nát ơi. Ây da. Ui giời ơi, chúng nó mai phục của tôi. Nó đứng một đống trong cái bụi lùm, nó quánh mình như con đẻ của nó luôn. Hay quá, mà dùm chôn đẹp quá. Ra, insert về, hay quá bạn ơi, tuyệt vời. Qua đây kêu luôn rồi hả? Ai ăn loạn nhiều thế? Ôi rồi rồi xong. Chịu. Thôi xong, toang rồi, tem bạn toang thật rồi. Tại hiện tại thì tem mình đã gọi là rất là xanh sao. Sau khi mà hạ gục được 5 thành viên tem bạn, có mỗi một mình chết. Pha combo combat vừa rồi là quá đẹp đến từ tem mình luôn. Đẹp chưa các nhóc hả? Quá đẹp chưa các nhóc. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, một lượt comment để ủng hộ giúp mình với nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Mình các bạn muốn đi mừng thì vào shop của mình dưới phần mô tả video ấy. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hy vọng gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Ủng hộ cho mình, bye bye mọi người.